Xin kính chào quý bạn chị em thân mến trong tình yêu thương của Đấng Christ. Rất mong quý bạn chị em khi vào xem video clip, nếu thấy hay thì đừng quên dâng hiến cho chúng tôi một like và copy đường link chia sẻ về trang Facebook của mình để cho bạn bè và người thân cùng hiểu biết thêm về lẽ thật trong lời của Ngài. Thành thật cảm ơn quý con cái Chúa. Bây giờ xin kính mời ông bạn chị em cùng học lời Chúa với mục sư Nguyễn Thanh Bình. Amen. Rồi, năm mới chúng ta sẽ suy gẫm về một cái đề tài, đó là tạo dựng cuộc sống mới. Kinh Thánh nói là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, và sự thành tín Ngài là lớn lắm. Chúng ta biết rằng là mỗi buổi sáng lại mới luôn. Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta luôn luôn đổi mới, Ngài luôn luôn mới. Bản chất của Ngài thì không thay đổi, nhưng mà việc làm của Ngài là luôn luôn mới. Và Chúa nói rằng mỗi buổi sáng thì mời lại mới luôn, và sự thành tín Ngài là lớn lắm. Có nghĩa là Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài rất là thành tín để làm cho chúng ta được đổi mới, cho đến kỳ mà Chúa làm cho muôn vật đổi mới. Muôn vật được đổi mới, muôn vật đã cũ mòn rồi thì Chúa sẽ có đến kỳ Ngài làm cho muôn vật đổi mới. Nhưng mà riêng cuộc đời của chúng ta thì Ngài muốn chúng ta tiến từng bước một trong chương trình của Đức Chúa Trời. Mỗi một ngày, mỗi một đổi mới, mỗi một năm phải là mỗi đổi mới. Chứ chúng ta không nên chấp nhận cứ sống như cũ hoài. Chúng ta biết rằng là coi như là nhiều khi chúng ta vĩ đại, chúng ta trở nên vĩ đại cho Chúa là do sự lựa chọn của chúng ta. Do sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta có thể lựa chọn một cái cuộc sống vĩ đại hay là một cuộc sống tầm thường. Đó là do sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta biết rằng là chúng ta có thể làm được việc đó, chúng ta có thể trở nên vĩ đại được. Nhưng mà chúng ta chọn lựa như thế nào đây? Tại sao chúng ta có thể trở nên vĩ đại được? Bởi vì chúng ta sinh ra đã là một thiên tài rồi. Chúng ta sinh ra là đã là thiên tài rồi. Trong bản chất chúng ta, trong khả năng, trong tiềm năng của chúng ta là một thiên tài, chứ không phải là một con người tầm thường. Bởi vì nếu mà chúng ta xem kỹ thì chúng ta được sinh ra giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo vũ trụ vạn vật này. Và Ngài luôn luôn là mới, Ngài luôn luôn đổi mới. Bản chất Ngài không thay đổi, nhưng mà Ngài luôn luôn làm mọi vật đổi mới. Luôn luôn làm mới. Chỉ có con người mới làm cho hư hoại thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời thì luôn luôn mới, luôn luôn mới, luôn luôn sống động, luôn luôn tươi mới. Và chúng ta biết rằng chúng ta không những sinh ra là một thiên tài giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, mà chúng ta còn là một nhà lãnh đạo nữa. Chúng ta là một nhà lãnh đạo bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa dựng nên chúng ta để quản trị muôn loài. Dựng nên chúng ta để quản trị muôn loài, cho nên trong chúng ta có cái khả năng tiềm tàng của sự lãnh đạo. Nhưng mà là chúng ta lại sống như một con người tầm thường đó. Chúng ta lại sống như một người tầm thường. Đây là một cái nhận thức vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy lựa chọn một cuộc sống vĩ đại thay vì một cuộc sống tầm thường. Tại sao chúng ta có thể chọn nên vĩ đại được? Bởi vì chúng ta sinh ra đã là một thiên tài giống như một hình ảnh Đức Chúa Trời. Và chúng ta là một nhà lãnh đạo bởi vì Ngài dựng nên chúng ta để quản trị muôn loài. Chúng ta có thể lãnh đạo trong công việc của chúng ta, lãnh đạo trong gia đình chúng ta. Chúng ta có thể lãnh đạo trong mọi việc. Bất kỳ việc gì chúng ta cũng có thể lãnh đạo được, bởi vì Chúa dựng nên chúng ta để lãnh đạo muôn loài. Cho nên hãy chọn lựa. Chúng ta chọn lựa một cuộc sống vĩ đại hay là một cuộc sống tầm thường đây. Nếu mà suy nghĩ bình thường thì chúng ta nói chắc không được đâu, khó lắm, không thể. Nhưng chúng ta không biết rằng là thật sự chúng ta suy nghĩ đó là suy nghĩ sai trật. Nếu người ta nói mình là một người bình thường, nếu mà tự mình nhận mình là một người không ra gì, thì đó là chúng ta đang nói không đúng sự thật. Bởi vì sự thật chúng ta là một thiên tài. Sự thật chúng ta sinh ra là một thiên tài. Chúng ta có một bộ não tuyệt vời mà Đức Chúa Trời dựng nên cái bộ não của chúng ta. Ngay cả những nhà khoa học chỉ mới sử dụng 2% neuron của não thôi. Trong khi bộ não chúng ta là vô cùng, vô cùng vĩ đại. Đấy, chúng ta đã sinh ra là một thiên tài. Chúng ta là một nhà lãnh đạo. Chúng ta có cái khả năng quản trị. Nếu chúng ta nói mình là một người tầm thường, đó là chúng ta nói không đúng sự thật. Sự thật nó khác. Sự thật nó khác. Chúng ta phải biết cái điều đó. Nhiều khi chúng ta lớn lên trong một môi trường gia đình, trong một môi trường xã hội, trong một đất nước mà nó nghèo đói, thì tất cả những điều đó nó đã in vào trong tiềm thức của chúng ta. Nó đã giới hạn, nó đã ngăn chặn tất cả những tiềm năng bên trong của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ mình là người tầm thường. Chúng ta nghĩ rằng thôi không làm gì được đâu. Rồi chưa kể người ta nói hãy khiêm tốn khiêm nhường. Thật ra khiêm tốn khiêm nhường đó là chúng ta đang ngăn chặn, chúng ta đang thui chột những cái khả năng lớn lao diệu kỳ ở trong cuộc đời của chúng ta mà Đức Chúa Trời dựng nên cho chúng ta. Cho nên trong năm mới chúng ta suy nghĩ mới đi. Chúng ta hãy dựa vào, căn cứ vào lẽ thật
mà chúng ta có một sự lựa chọn, một suy nghĩ mới? Hay là chúng ta chỉ tiếp tục chọn cái cách sống mà chúng ta sống trong những năm qua? Nó cứ đều trong những năm qua, tới đâu hay tới đó. Rồi chúng ta lại trôi dạt giữa cuộc đời này. Có nghĩa là cuộc đời này, cái những cái nan đề trong cuộc đời nó cứ làm cho chúng ta trôi dạt. Nó cứ tấn công, nó ảnh hưởng, nó vùi dập chúng ta. Chúng ta lại phải là coi như bơi chải giữa cuộc đời này. Và chịu thua trước những lời nguyền và những điều vật vãnh hàng ngày. Nhiều khi là coi như là chúng ta phải chịu thua những cái sự nguyền rủa của những người khác, những sự chê bai của những người khác. Chúng ta chấp nhận những điều đó. Rồi cả những điều vặt vãnh hàng ngày chúng ta cũng không thắng nổi những cái điều vặt vãnh đó. Những cái nan đề nó nhỏ chứ không phải là lớn lớn mà chúng ta cũng phải đầu hàng với nó luôn. Trong khi chúng ta là một thiên tài được sinh ra và chúng ta là một nhà lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta như vậy đó. Cho nên nếu chúng ta chọn mà sống tiếp tục, nếu chúng ta không thay đổi gì hết, thì chúng ta sẽ sống giống như những năm qua, cũng sẽ vậy thôi, không thay đổi gì hết. Chúng ta có thể học về Chúa rất là nhiều, chúng ta nghe về Chúa rất là nhiều, chúng ta cũng thấy là coi như rất là nhiều điều lớn lao vĩ đại, nhưng mà cái điều đó chúng ta chỉ thấy ở trong tâm trí thôi, chúng ta chỉ tin ở trong tâm trí thôi. Nhưng mà khi đối diện với cuộc đời, đối diện với xã hội thì chúng ta dường như chúng ta thấy mình là một người tầm thường. Mình là một người tầm thường trước những cái vấn đề của xã hội. Thật ra là chúng ta chưa tin. Chỉ khi nào mà chúng ta dám thực hiện, dám tin vào những điều đó và dám bước ra, dám thực hiện, dám bước ra giống như Phêrô bước ra để đi trên mặt nước như vậy. Chỉ khi nào chúng ta dám bước vào sứ hứa để chúng ta chiếm lĩnh những điều mà Chúa đã dành cho chúng ta thì lúc bây giờ chúng ta mới thực sự có đức tin chắc chắn như vậy. Thực sự chúng ta mới trải nghiệm được lẽ thật, chúng ta bước đi trong lẽ thật, chúng ta mới có một cái đức tin thật sự là chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều lớn lao và vĩ đại Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta. Năm mới chúng ta nên chọn một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và thỏa nguyện. Đổi mới đi, đổi mới. Chúng ta không để cho cuộc đời xô đẩy chúng ta nữa, tới đâu hay tới đó nữa. Nhưng mà chúng ta phải chọn một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và thỏa nguyện. Làm sao chúng ta chọn được cuộc sống này? Làm sao chúng ta có đầy hạnh phúc và thỏa nguyện khi chúng ta sử dụng trọn vẹn những tài năng mà Đức Chúa Trời đã đặt trong cuộc đời của mình? Chúng ta sử dụng tất cả những tài năng mà Chúa đặt trong cuộc đời của mình, tận dụng hết tất cả những gì mình có, kể cả sự vùa giúp của Thánh Linh của Chúa nữa. Chúng ta hơn những người trên thế gian là bởi vì chúng ta có sự giúp đỡ của Thánh Linh. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta không dám làm. Người thế gian họ không có Chúa họ vẫn làm. Họ làm và họ đã trở nên những con người thành công. Còn chúng ta có Chúa mà chúng ta không dám làm, chúng ta cứ để cho cuộc đời mình nó trôi nổi. Để rồi chúng ta có thể đạt đến tiềm năng hết mức, có nghĩa là cái tiềm năng của chúng ta như thế nào, chúng ta có thể khai thác hết mức cái tiềm năng đó, chứ không phải thật chúng ta khai thác một chút xíu cái tiềm năng của chúng ta mà thôi. Không phải là chúng ta có một tiềm năng lớn lao, nhưng mà chúng ta chỉ khai thác một chút xíu và chúng ta đã bỏ phế đi những cái tiềm năng đó rồi. Cho nên chúng ta phải sử dụng trọn vẹn những tài năng của mình, tận dụng hết tất cả những gì mình có, để rồi chúng ta đạt đến cái tiềm năng hết mức của khả năng của chúng ta, rồi chúng ta làm nên những điều kỳ diệu cho Đức Chúa Trời. Chúng ta làm nên những điều kỳ diệu cho Đức Chúa Trời. Năm mới chúng ta hãy có một sự chọn lựa. Nếu chúng ta không quyết định để thay đổi thì sẽ không có gì để thay đổi. Nếu chúng ta không thay đổi quyết định của chúng ta thì chúng ta cũng không thay đổi được cái gì hết. Cuộc sống chúng ta nó vẫn như cũ, không có gì mới mẻ. Trong khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta đạt đến những điều lớn lao hơn, những điều tốt đẹp hơn. Và Chúa đã ban cho chúng ta khả năng, ban cho chúng ta sự khôn ngoan, ban cho chúng ta sự công chính, ban cho chúng ta rất là nhiều điều. Cho nên năm mới, chúng ta cần phải thay đổi nhận thức của chúng ta. Nếu mà nhận thức chúng ta là nhận thức cũ kỹ thì cũng sẽ không thay đổi được cái gì hết. Thay đổi nhận thức mới chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta là tân tạo vật. Tân tạo vật có nghĩa là trong tất cả những tạo vật trên thế gian này không có tạo vật nào mà bằng chúng ta hết. Trong tất cả những tạo vật trên thế gian này không có một tạo vật mà giống như chúng ta hết. Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta một tân tạo vật diệu kỳ. Thậm chí chúng ta còn hơn cả thiên sứ. Hơn cả thiên sứ. Chúng ta là một tân tạo vật. Được sanh lại bởi Đức Chúa Trời là một tân tạo vật. Mà Kinh Thánh còn nói chúng ta là việc Ngài làm ra. Chúng ta là việc Ngài làm ra. Có nghĩa là chúng ta là sản phẩm của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong một bản Kinh Thánh khác thì nói là chúng ta là kiệt tác của Đức Chúa Trời. Kiệt tác có một cái tác phẩm kiệt xuất, một tác phẩm đặc biệt của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên nhớ điều đó, ý thức điều đó, nhận điều đó và tin điều đó.
để chúng ta là một kiệt tác của Đức Chúa Trời hơn tất cả những sản phẩm, hơn tất cả những tạo vật nào Đức Chúa Trời dựng nên trời đất này. Đây. Điều mà chúng ta nhận thức nữa đó là chúng ta không có bị rủa sả nữa. Không còn bị rủa sả nữa. Lỗi của Adam mà bây giờ ông phải làm đổ mồ hôi trán mới có mạng. Loài người phải làm đổ mồ hôi trán mà có mạng vậy. Chúng ta không cần việc này, bởi vì chúng ta không còn sự rủa sả và chúng ta cũng không còn bị định tội nữa. Luật của cựu ước á, là rủa sả. Nếu mà phạm tội thì bị định tội bởi vì rủa sả. Cho dù làm bao nhiêu đi nữa cũng không đủ ăn. Làm bao nhiêu đi nữa cũng bị rủa sả. Đó là luật của cựu ước. Còn chúng ta khác, chúng ta là một tân tạo vật. Chúng ta ở trong một cái thời kỳ khác rồi. Thời kỳ của ân huệ, thời kỳ của năm lành, thời kỳ của năm ban ơn. Chứ chúng ta không phải là trong cái thời kỳ rủa sả. Trong thời kỳ rủa sả, chúng ta thấy rằng khi dân Israel mà phạm tội thì họ làm bao nhiêu cũng bị thổi đi hết, làm bao nhiêu cũng tiêu sạch hết. À, chưa kể là còn gặp hạn hán đói kém đủ thứ hết. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ nè, tôi làm được. Tôi làm được, tôi trở nên vĩ đại được, tôi trở nên một cuộc sống phước hạnh được bởi vì tôi không có bị rủa sả, mọi sự tôi làm phải được phước. Người ta mọi sự làm sẽ bị rủa sả là trở nên vô ích, nhưng mà tôi làm là phải được phước. Bởi vì tôi không phải ở trong dưới sự rủa sả. Và Đức Chúa Giê-xu đã gánh mọi sự rủa sả trên chúng tôi rồi. Trên tôi rồi. Đấy. Chúng ta tin điều này. Chúng ta nhận thức điều này để chúng ta bước ra và chọn lựa một cuộc sống vĩ đại. Cái thứ hai nữa là trong Chúa Giê-xu chúng ta được phước và là nguồn phước. Trong Chúa Giê-xu chúng ta được phước. Chúng ta được sanh lại để được phước. Không phải để sanh lại dưới sự rủa sả, mà chúng ta sanh lại để được phước. Không những thế, chúng ta là nguồn phước cho các dân tộc khác. Điều đó là Chúa đã định như vậy. Chúa đã kêu gọi và Chúa đã định như vậy cho chúng ta rồi. Nhưng mà dường như chúng ta sống một cuộc đời mà không có thể đem phước lành cho ai hết. Không có đem được phước lành cho nhiều người được. Mà chúng ta khi Chúa định chúng ta là được phước và là nguồn phước trên thế gian. Trong Chúa Giê-xu, Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng là Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Hầu cho phước lành của Abraham được rải trên khắp dân ngoại. Cho nên chúng ta là những kẻ được phước. À, mỗi sáng thức dậy chúng ta công bố tôi là người được phước. Tôi sinh ra để được phước. Và tôi là nguồn phước cho các dân tộc. Đó là sự nhận thức mới của chúng ta. Đấy, những người mà coi như trong giao ước cũ, những hội thánh mà vẫn đi trong giao ước cũ, là cứ suy nghĩ theo cái chiều hướng là nếu mà phạm tội thì Chúa rủa sả. Nghèo là tại vì rủa sả. Không phải vậy. Bởi vì chúng ta không tin, chứ không phải là chúng ta bị rủa sả. Chúng ta đã thuộc về giao ước mới rồi. Cho nên chúng ta vấn đề là chúng ta không tin mình là nguồn phước. Chúng ta không tin mình sẽ là được phước. Không tin mình sẽ thành công. Không tin rằng là Đức Chúa Trời sẽ phù giúp chúng ta để khai thác hết tất cả tiềm năng trong con người của chúng ta và tạo nên những điều kỳ diệu. Bởi vì chúng ta không tin điều đó thôi. Chúng ta cứ chấp nhận cuộc sống tầm thường, cho nên chúng ta nghèo, chúng ta khó khăn. Điều nữa là chúng ta được chăn dắt bởi Chúa. Không có gì tuyệt vời hơn cái chuyện này hết. À, trong Ê-sai thì nói rằng là chúng ta là những chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chiên đi lạc ai theo đường nấy. Nhưng mà rồi sau đó thì Phi-rơ đến thời kỳ Tân Ước thì Phi-rơ nói rằng là trước đây chúng ta là chiên đi lạc, nhưng mà bây giờ chúng ta đã trở về với đấng chăn chiên là giám mục của linh hồn của chúng ta rồi. Chúng ta được Chúa dẫn dắt đến đồng cỏ xanh tươi, đến mé nước bình tĩnh. Nghĩa là chúng ta đầy đủ trọn vẹn hết. Chúng ta nhận biết điều đó. Đó là ý định của Chúa. Đó là chương trình của Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta vật lộn với cái cuộc sống này. Như vậy thì chúng ta nên ước mơ lớn. Chúng ta sẵn sàng có một ước mơ lớn trong năm nay. Trong năm nay tôi có ước mơ. Tôi có mục tiêu rõ ràng. Trong năm nay tôi phải có cái gì đó. Mà tôi tin rằng Chúa sẽ giúp đỡ tôi làm được. Tôi tin rằng Chúa sẽ vù giúp tôi để tôi đạt được. Chúng ta nên có ước mơ lớn, có mục tiêu rõ ràng ở trong năm nay. Chứ nếu không, chúng ta không có ước mơ, không có mục tiêu thì cuộc đời chúng ta nó cứ trôi qua một cách lặng lẽ. Nó cứ như vậy, không thay đổi gì hết. Chúng ta cũng có thể hưởng được ân huệ của Chúa, nhưng nó không phải là những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời muốn dành cho cuộc đời của chúng ta. Đấy. Hãy có ước mơ lớn. Với tất cả những gì mà chúng ta đã nhận thức được thì chúng ta nên phải có một ước mơ lớn, có một mục tiêu lớn lao ở trong năm nay. Những người mà có ước mơ lớn thì sống một đời sống phước hạnh, một đời sống mới lớn lao. Còn những người ước mơ quá nhỏ bé thì sẽ sống một đời sống nhỏ bé, tương ứng như vậy.
ước mơ và mục tiêu nó sẽ thúc đẩy cho chúng ta để hành động và nhờ cậy Đức Chúa Trời. Và chính khi chúng ta ước mơ và chúng ta có mục tiêu thì Đức Chúa Trời sẽ vùi giúp chúng ta để chúng ta đạt thành cái ước mơ đó. Và ước mơ là đức tin đó quý vị. Ước mơ chính cũng là đức tin đó. Bởi vì khi chúng ta ước mơ điều đó là chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời có quyền làm cho chúng ta. Khi chúng ta ước mơ điều đó và chúng ta bước ra hành động thì Đức Chúa Trời sẽ vùi giúp chúng ta, Ngài ban sự khôn ngoan, ban sự thông sáng cho chúng ta để chúng ta đạt được gì đó. Giống như dân Israel vậy đó. Trước khi mà Giô-suê dẫn dân Israel trước vào chiếm xứ hứa thì chúng ta biết điều gì? Chúng ta biết xứ đó là thuộc về họ chưa hay là chưa thuộc về họ? Trước khi Giô-suê dẫn dân Israel bước vào xứ Canaan thì Canaan đã thuộc về họ chưa hay là chưa? Đã thuộc về họ rồi, bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham là hàng 4-500 năm về trước rồi. Chúa nói là ta ban cho ngươi dòng dõi ngươi xứ này. Ta ban cho dòng dõi ngươi xứ này. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là Giô-suê phải dẫn dân sự vào đó giành lấy xứ, chiếm lấy xứ. Chứ Chúa không có muốn là Giô-suê với dân sự ngồi ở ngoài biên giới và ngồi đó chờ Chúa sẽ giáng lửa xuống để thiêu hết, chết hết những kẻ dền vàng. Hoặc là Chúa nói rằng là Chúa sẽ sai thú dữ đuổi hết cái dân đó đi. Không có, Chúa không có làm như vậy. Mà chính họ phải cầm gươm đi vào đó. Nhưng mà chúng ta thấy điều gì xảy ra? Khi họ hành động, khi họ nhìn thấy những mục tiêu, họ nhìn thấy sự xứ sở, họ nhìn thấy những biên giới của các chi phái mà họ đã chia sẵn hết rồi. Đó, mục tiêu là vậy đó. Họ ngồi xuống, họ lập hết bản đồ ra, họ chia sẵn những chi phái mà trong khi họ chưa vào đó. Đó là mục tiêu chinh phục của họ đó. Rồi họ bắt đầu hành động, và khi họ bước vào xứ hứa thì những điều diệu kỳ xảy ra, những điều lạ lùng xảy ra. Một người đuổi 1.000 người và hai người đuổi 10.000 người chạy đi. Chúng ta tưởng tượng nếu chúng ta ở trong đoàn quân đó, chúng ta cầm gương chúng ta vào mà chúng ta có thể đánh 1.000 người, một mình chúng ta mà đánh đuổi 1.000 người, chúng ta thấy lạ lùng, diệu kỳ ghê chưa? Lúc đó chúng ta cảm thấy mình vô cùng vinh dự được Đức Chúa Trời sử dụng. Mình là một con người lớn lao và vĩ đại chứ không phải là bình tầm thường. Đến nỗi mà Giô-suê còn cầu nguyện xin mặt trời, mặt trăng dừng lại, và mặt trời, mặt trăng dừng lại ước trọn một ngày được. Để mà có thể tiêu diệt, giặt sạch cái dân của xứ. Rồi đồng thời là Chúa còn khiến đá từ trên trời rớt xuống, từ trên núi cao rớt xuống đè chết quân thù nghịch. Chúng ta thấy những trận chiến tuyệt vời cái chứ. Nhưng Israel trước cái thành Jericho bền vững thì cứ đi vòng vòng, cuối cùng la lên và thành sụp đổ xuống. Họ đến, họ dùng gươm, họ dùng bất cứ gì, nhưng mà họ hành động để chiếm lấy những điều mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Họ chiếm lấy mục tiêu mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ. Họ có mục tiêu hết. Khi Giô-suê đã chiếm được một số rồi, Giô-suê bắt đầu giao thác cho những cái chi phái khác. Mỗi chi phái phải tự lấy chiếm cái xứ sở của mình. Nhưng mà nhiều chi phái đã không chiếm trọn, nhiều chi phái đã dung dưỡng để cho những xứ dân bản xứ vẫn còn ở đó. Rốt cuộc nó trở thành chông, thành gai, thành bẫy cho cuộc đời của họ, cho dân tộc, cho chi phái của họ. Và nhiều điều tệ hại đã xảy ra. Đấy. Cho nên chúng ta cũng vậy. Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta tất cả những điều rồi. Chúa muốn chúng ta bước ra, bước đi trong lẽ thật, hành động và chiếm lấy những điều mà Chúa dành cho cuộc đời của chúng ta. Chứ không phải chúng ta ngồi đó chúng ta nói Chúa ơi ban cho con sự giàu có rồi sự giàu có đến. Không có cái chuyện đó quý vị. Đấy. Không có cái chuyện đó quý vị. Chúng ta không thể nào nói là tôi không đi làm hả? Tôi không đi làm, tôi bỏ làm, tôi không đi làm, tôi ngồi đó tôi bởi đức tin tôi cầu nguyện xin Chúa chu cấp. Không có chuyện đó quý vị. Không có. Chúng ta không bao giờ đạt được cái sự vĩ đại, không bao giờ hưởng trọn những gì mà Chúa dành cho chúng ta được nếu chúng ta không hành động. Giống như là dân Israel vậy đó. Cuộc chinh phục của dân Israel. Cho nên nhắc lại một lần nữa, chúng ta là một tân tạo vật, đặc biệt là một kiệt tác Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể làm nên những điều vĩ đại mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta. Đấy. Chúng ta không có còn bị rủa xả, không còn đổ mồ hôi trán nữa. Mọi sự chúng ta làm phải được thịnh vượng, chứ không phải là chúng ta làm rồi bị rủa xả, bị mất mát hết. Đấy. Chúng ta là nguồn phước. Chúng ta được phước, sinh ra để được phước là nguồn phước. Chúng ta còn được chân dắt bởi Chúa, cho nên chúng ta hãy ước mơ một ước mơ lớn, ước mơ xứng tầm mà Đức Chúa Trời muốn, và không chấp nhận sống tầm thường trong những năm cũ qua rồi. Chúng ta thấy trong phục truyền luật lệ ký đoạn 8 câu 17, 18 nó có nói cho chúng ta đó. Vậy khá coi chừng chớ nói trong lòng là ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này,
hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là ban, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày hôm nay. Chúng ta thấy không? Chúa khuyên răn họ, ông Môi-se trong cái thời kỳ mà ông truyền lại luật pháp của Chúa trước khi họ bước vào xứ hứa, thì ông nói rằng là chắc chắn, ông lấy là lời tiên tri nha, ông nói chắc chắn các ngươi sẽ vào, các ngươi sẽ nhận được xứ, chắc chắn như vậy. Nhưng mà lúc ấy thì các ngươi đừng có nói trong lòng rằng là nhờ quyền năng tay ta và sức lực tay ta mà đoạt những sản nghiệp này. Nhưng mà hãy nhớ lại qua Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Ngài đã ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, ban cho ngươi quyền năng để đạt những sản nghiệp. Nếu mà chúng ta không đi ra để chúng ta mà chiếm hữu những cái điều mà Chúa dành cho chúng ta, thì chúng ta cũng không có cái quyền năng đó để mà đoạt đó quý vị. Chúa cũng không ban cho chúng ta cái quyền năng, cái sức mạnh để chúng ta đạt được đấy. Chúa cũng không ban cho chúng ta sự khôn ngoan, tài năng để chúng ta đạt được những cái điều mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta đó. Đấy. Tại sao Ngài ban? Bởi vì Ngài làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta. Đấy. Y như Ngài đã làm ngày nay, nghĩa là Ngài đã làm tới bây giờ là Ngài đã làm bao nhiêu thứ rồi. Rồi bây giờ còn trong tương lai nữa. Như vậy thì vì Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham rồi, chúng ta là một dòng dõi được phước, là một nguồn phước cho các dân tộc. Ngài đã thề rồi, Ngài đã hứa rồi. Thì bây giờ cái vấn đề còn lại là chúng ta sẵn sàng bước ra hành động, rồi Ngài ban cho chúng ta sức lực để chúng ta hoàn tất, để Ngài hoàn tất cái lời hứa của Ngài trên chính cuộc đời, trên chính cá nhân của mỗi một chúng ta. Cho nên không những là chúng ta nhận thức thôi mà chúng ta còn hành động nữa. Bởi vì nếu chúng ta hành động thì những điều mà chúng ta nhận thức đó nó không có giá trị vì chúng ta hết rồi. Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta là đức tin thì phải có hành động. Nếu không thì đức tin chết. Chúng ta học rất là nhiều về những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta hành động để chúng ta đạt những điều đó. Đức tin là hành động. Nhưng mà không phải hành động giống như người ta thường dạy đó là làm lành lánh dữ. Không phải vậy. Đức tin hành động là hành động theo điều ta tin. Chúa nói ta là giàu có thì ta phải trở nên giàu có. Chúng ta hành động để trở nên giàu có. Ngài ban cho ta quyền năng, sức lực để chúng ta hành động để trở nên giàu có. Chúa cho chúng ta sự sống dư dật và sung mãn thì chúng ta phải hành động để chúng ta đạt được điều đó. Và Chúa sẽ vừa giúp chúng ta đầy đủ trọn vẹn để chúng ta đạt điều đó. Đó, đức tin là hành động. Nhưng trước tiên là chúng ta phải tin và chúng ta sẵn sàng để làm. Chứ nếu không thì chúng ta chỉ chấp nhận cuộc đời trôi dạt, bị trôi dạt trên cuộc đời mà thôi. Đấy. Tất nhiên là chúng ta bước ra hành động không phải một mình chúng ta, mà với sự vùa giúp của Thánh Linh và nhờ ân điển của Chúa. Ông Phaolô nói là tôi làm nhiều việc hơn như người khác, nào phải là tôi, bèn là ân điển Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Chúng ta có thể làm nhiều việc hơn những người khác, nhiều việc hơn những đồng nghiệp chung quanh chúng ta. Khoan nói tới cái chuyện chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta chỉ cần đi làm thôi, chúng ta vẫn có thể làm nhiều việc hơn những người chung quanh chúng ta, xuất sắc hơn những người chung quanh chúng ta, là bởi ân điển Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta hành động là chúng ta phải chủ động. Chủ động để làm việc. Chúng ta làm việc làm như làm cho Chúa. Cho dù chúng ta đang ở trong việc nào, chúng ta đang ở trong nghề nghiệp nào, không cần biết. Bất kỳ chúng ta ở trong nghề nghiệp nào, trong điều gì, thì chúng ta vẫn có thể chủ động làm việc. Không phải là đợi ông chủ đến chúng ta mới làm việc, và ông chủ đi chúng ta không làm nữa. Chúng ta không làm như vậy, bởi vì chúng ta làm là làm cho Chúa. Không những chúng ta chủ động trong công việc chúng ta, mà chúng ta còn trở nên sáng tạo. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự sáng tạo. Và Chúa chúng ta trở nên giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta có đầy sự sáng tạo bên trong chúng ta mà chúng ta không thực hiện nó. Chúng ta không khai thác cái tiềm năng sáng tạo trong cuộc đời của chúng ta. Để rồi trong bất cứ cái việc gì mà người ta giao cho chúng ta, thì chúng ta trở nên xuất sắc cho Chúa, xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Bất kỳ cái nghề nào mà chúng ta làm, bất cứ sự kêu gọi nào, bất cứ ai giao cho chúng ta nhiệm vụ gì, thì chúng ta không phải làm để vì có được đồng lương. Chúng ta không phải làm để rồi có được đồng tiền. Nhưng mà chúng ta làm để trở nên xuất sắc. Chúng ta làm để làm cho Chúa, để trở nên xuất sắc. Và khi chúng ta trở nên xuất sắc, có nghĩa là chúng ta đã được Chúa giúp cho chúng ta đi khai thác hết tiềm năng trong đời sống chúng ta. Sự sáng tạo, tiềm năng sáng tạo trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta trở nên xuất sắc. Chúng ta xuất sắc không phải để chúng ta kiêu ngạo khoe khoang với những người khác, nhưng mà chúng ta xuất sắc để chúng ta trở nên gương mẫu cho những điều khác và truyền cảm hứng cho những người khác để đi theo chúng ta và bày tỏ danh vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đấy. Cho nên chúng ta
Đức tin ở chỗ này. Chúng ta là kiệt tác của Đức Chúa Trời. Việc nào chúng ta làm là phải trở nên kiệt tác luôn. Việc nào chúng ta làm thì chúng ta sẽ làm cho nó trở nên xuất sắc cho Chúa. Không phải là vì cớ con người, mà vì cớ Đức Chúa Trời. Cũng là vì cớ tiềm năng vô hạn trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể phơi bày nó ra, cái tiềm năng vô hạn đó. Không để cho những cái suy nghĩ sai trật cản trở cái tiềm năng của chúng ta. Điều thứ hai nữa là chúng ta nên nhớ rằng là đức tin là không có sợ hãi. Nếu chúng ta sợ hãi thì đức tin không thể nào hành động được. Mà nếu đức tin không hành động được thì không có cái phép lạ gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Người thế gian họ không có đức tin, họ vẫn không sợ hãi để họ làm nên những điều tốt lành, họ thành công trong cuộc đời của họ. Huống chi chúng ta là những người có đức tin thì chúng ta không thể sợ hãi, giống như Phi-rơ đi ra bước đi trên mặt nước như vậy. Bước đi trên mặt nước, chúng ta không sợ hãi. Khi chúng ta mà có một ước mơ mới ở trong cuộc sống của chúng ta, một ước mơ vĩ đại, một ước mơ lớn lao trong cuộc đời chúng ta trong năm mới này, khi chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời và chúng ta nói con muốn con đạt được điều đó và xin Chúa vùi giúp chúng con để đạt điều đó, và khi chúng ta có ước mơ lớn thì có khi Chúa sẽ thay đổi công việc làm của chúng ta. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta xách hồ sơ chúng ta đi xin việc, chúng ta nghĩ là chúng ta cứ xin bất kỳ việc nào miễn là làm có tiền để nuôi sống ca con người của mình. Cái cách đó là cái cách bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta thực sự có một ước mơ rõ ràng thì lúc bây giờ Chúa sẽ đem chúng ta đến một công việc phù hợp để mà phù hợp với cái ước mơ mà chúng ta đã đưa trình dâng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta đang làm một công việc này nhưng mà chúng ta nói với Chúa rằng con, mục tiêu của con trong năm nay là như thế này, ước mơ của con là như thế này, có khi Chúa đổi công việc của chúng ta luôn. Chúa cho chúng ta đổi một cái công việc khác phù hợp để hoàn thành cái ước mơ của chúng ta. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta sợ, chúng ta nói ồ bởi cái việc này nó đang ổn định rồi, bây giờ mà chuyển không biết làm sao, không biết làm sao. Đó là chúng ta đã sợ hãi rồi. Sợ hãi nó làm ngăn trở cái tiềm năng vô cùng lớn lao trong cuộc đời của chúng ta. Nó không có cái cơ hội để nó phát triển lớn lao để chúng ta có một cuộc đời vĩ đại. Cho nên đây cũng là một cái bản lĩnh của đức tin. Nếu chúng ta dám bước ra, bước đi trên sóng cả, thì chúng ta sẽ có một đức tin đầy bản lĩnh. Và chúng ta đi từ đức tin này đến đức tin khác, và từ phép lạ này đến phép lạ khác. Tất nhiên là chúng ta đang vừa nói đến những cái vấn đề mà công việc. Nhưng mà không phải chỉ là công việc thôi quý vị. Không phải là chỉ công việc, không là phải là vấn đề là tạo nên cuộc sống, là tạo nên sự giàu có. Nhưng mà chúng ta đang nói vĩ đại. Vĩ đại ở trong một cuộc sống dư dật, sung mãn và cả hạnh phúc nữa. Chứ không phải là chỉ có tiền mà không có hạnh phúc. Đó. Thì cái đó cũng không phải là một cuộc sống sung mãn được. Mà cuộc sống sung mãn của chúng ta, thỏa nguyện của chúng ta, một cuộc sống vĩ đại mà lựa chọn của chúng ta, đó là chúng ta phải xây dựng những mối quan hệ trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể có tiền nhưng mà không có hạnh phúc. Nhưng mà chính những mối quan hệ tốt đẹp nó đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Hạnh phúc lớn lao cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Và ngay cả không chỉ là đem lại hạnh phúc cho chúng ta, mà mỗi mối quan hệ này nó cũng hỗ trợ cho cái ước mơ và những cái thành tựu mà chúng ta cần đạt được. Người thế gian người ta còn nói là nhất thân nhì thế. Nhất thân nhì thế. Chúa cũng đặt rất là nhiều người chung quanh chúng ta, để rồi Ngài sẽ khiến cho những người đó hỗ trợ cho cái việc của chúng ta làm, ước mơ và mục đích cuộc đời của chúng ta. Và nhất là gia đình của chúng ta. Những người trong gia đình của chúng ta mà Chúa đặt chúng ta trong gia đình, để chính gia đình hỗ trợ giúp đỡ về tinh thần lẫn về vật chất, vẫn về khả năng cho cuộc đời chúng ta. Cho nên ưu tiên đầu tiên mà chúng ta xây dựng mối quan hệ là xây dựng mối quan hệ với chính gia đình của mình. Đừng có thuộc linh quá trớn. Nghĩa là chúng ta chỉ có lo cho hội thánh, đi hầu vì Chúa, chăm lo hội thánh mà bỏ bê gia đình của mình. Đó, không đúng, không đúng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhiều người giảng dạy là coi như là phải chăm lo cho hội thánh là hội Chúa sẽ lo cho gia đình chúng ta. Điều đó chúng ta phải xét lại. Trước đây thầy cũng tin như vậy. Nhưng mà không có đâu. Không có chuyện đó đâu quý vị. Ưu tiên cho hội thánh trước. Những người Pharisee, thầy thông giáo thì nói là những gì tôi đã làm cho Đức những gì tôi có thể làm cho cha mẹ thì tôi đã cứu co ban cho Đức Chúa Trời rồi. Có nghĩa là ý là tôi hầu việc Chúa rồi thì cái kia là coi như là tôi không thể đáp ứng được, tôi không thể chăm sóc cha mẹ được, tôi không thể xây dựng gia đình tôi được. Ngày hôm nay nhiều khi người ta giảng dạy để người ta đưa những người trở thành những người Pharisee giống như vậy đó.
lao đi hầu việc Chúa, bỏ bê cái gia đình của mình. Thầy đã từng ở trong cái trường hợp như vậy đó, được người ta kêu gọi là đi hầu việc Chúa, đi hầu việc Chúa rồi Chúa sẽ lo cho gia đình chúng mình. Rồi biết bao nhiêu năm lao đi hầu việc Chúa, đi đây đi đó, bỏ bê gia đình của mình, sống một gia đình sống nheo nhóc, khốn khổ, chật vật, rồi xung đột ở trong gia đình. Ra ngoài thì tốt lành lắm, nhưng mà về nhà thì thôi. Người ta nhìn mình, người ta không biết mình có phải người, gia đình có nhìn mình, gia đình biết mình có phải người hầu vị Chúa. Trong khi Chúa nói rằng là, Chúa nói rằng là nếu các ngươi yêu nhau thì bởi cớ ấy mà thiên hạ nhận biết chúng ta là người hầu việc Đức Chúa Trời, là môn đồ của Chúa. Cho nên để có một cuộc sống sung mãn, thỏa nguyện, thì chúng ta nên xây dựng, ưu tiên nhất là xây dựng mối quan hệ trong gia đình chúng ta. Và trong gia đình thì nên ưu tiên trong mối quan hệ giữa vợ với chồng. Rồi sau đó là tự nhiên những mối quan hệ chúng ta với con cái nó cũng trở nên tốt đẹp theo. Như vậy thì gia đình là cái nơi mà chúng ta sẽ trở về, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta được bình an. Gia đình là cái nơi mà chúng ta cảm nhận được hạnh phúc. Gia đình là cũng là cái nơi mà chúng ta được thấy được tinh thần của chúng ta được xoa dịu, được êm ái, được tận hưởng những điều tốt đẹp. Rồi sau đó chúng ta xây dựng những mối quan hệ trong hội thánh. Đây, gia đình hội thánh cũng vậy. Chúng ta nên xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, đừng có đúng sai. Bởi vì trong gia đình mà đúng sai thì là trật lất rồi. Bởi vì chúng ta nên chọn hạnh phúc hơn là chọn đúng sai. Nếu chúng ta tranh cãi với nhau đủ đúng sai giữa vợ với chồng thì chúng ta sẽ làm rạn nứt mối quan hệ đó và chúng ta làm cho gia đình chúng ta khốn khổ. Cho nên chúng ta thay vì chọn đúng sai thì chúng ta nên chọn hạnh phúc. Trong hội thánh cũng vậy, thay vì chọn đúng sai thì chúng ta nên chọn hiệp một của hội thánh. Bởi Phaolô nói rằng là sao anh em chẳng đành chịu trái lẽ là hơn, chẳng đành chịu gian lận là hơn. Nếu chúng ta dành phần đúng cho mình mà là gây sự chia rẽ trong hội thánh thì chúng ta sai trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chấp nhận mình sai để rồi mình giữ sự hiệp một trong hội thánh thì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ coi mình là đúng và Ngài ban phước cho mình. Vậy, Ngài ban phước cho mình. Cho nên đừng chọn đúng sai mà hãy chọn là hạnh phúc hơn, quý vị. Đấy. Nếu mà có một cái vấn đề đang xảy ra, hai vợ chồng đang cãi cọ với nhau, thì chúng ta nhớ rằng tôi chọn hạnh phúc, tôi không chọn đúng sai. Tôi chấp nhận tôi sai. Vậy. Những người vĩ đại là như vậy. Những người có cái vĩ đại là những người có ý tưởng vượt trên những cái hoàn cảnh thực tế này. Đấy. Vượt trên những hoàn cảnh thực tế này. Nếu mà Chúa chọn đúng sai thì chúng ta chết hết. Nếu Chúa chọn đúng sai thì chúng ta chết. Chúa chọn cứu chuộc chúng ta bởi tình yêu lớn lao diệu kỳ của Ngài mà Ngài hy sinh và Ngài chịu sai. Chúng ta có biết Ngài chịu sai không? Chúng ta có biết Ngài chịu sai không? Ngài không có gì làm gì nên tội mà Ngài chịu nên, Ngài trở thành tội nhân. Kinh Thánh nói rằng là đấng vốn không biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Đó là vậy đó. Nếu mà ra phân xử giữa chúng ta với Chúa thì ai sai? Chúng ta sai chứ. Nhưng mà Chúa chịu sai để Chúa chịu bị trừng phạt. Lẽ ra chúng ta bị trừng phạt, nhưng mà bây giờ trước tòa án Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu nhận phần sai về mình, đem hết tội lỗi của mình chất lên Ngài, rồi Ngài chịu hết tất cả những điều đó. Để rồi ngày hôm nay chúng ta được hiệp một lại với Đức Chúa Trời, được ở trong Đức Chúa Trời và được hưởng tất cả những điều tốt đẹp. Cho nên mối quan hệ nó quan trọng lắm. Thứ nhất là quan hệ của gia đình ưu tiên. Đấy. Đừng có mà coi như mấy người đó họ giảng là nói, chúng ta phải chăm lo cho hội thánh rồi Chúa lo cho gia đình chúng ta. Xây dựng cái mối quan hệ mình tốt trước, gia đình trước. Nuôi dưỡng, đàn ông thì nuôi dưỡng, chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc gia đình. Còn người vợ thì lo chăm sóc gia đình con cái. Rồi chúng ta xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp nữa. Chúng ta nên có xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp. Bởi vì đó là cái sự liên đới với nhau trong cái việc mà chúng ta có thể trở nên thành công. Liên đới với nhau trong vấn đề tài chính, liên với vấn đề trong liên đới với nhau trong vấn đề nhu cầu. Cho nên chúng ta nên xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với người ta. Chúng ta đừng giống như thế gian đè đầu cưỡi cổ người khác để mình vươn lên cái gì đó, nhưng mà thay vì đó chúng ta hãy trở nên xuất sắc chính mình bởi sự vui giúp của Thánh Linh trong chính công việc của mình, thì tự nhiên người ta sẽ nể phục mình và người ta bước đi theo mình. Chứ chúng ta không cần dùng những điều này điều kia để chúng ta gây. Và thứ hai nữa là chúng ta nên xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với những đồng nghiệp của mình nữa. Đấy. Quan tâm đến họ, giúp đỡ họ. Thì ngược lại có một cái nguyên tắc, hễ mà chúng ta muốn người ta làm điều gì cho mình thì trước hết hãy làm điều đó cho họ. Tự nhiên chúng ta sẽ có
mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Và chúng ta cũng phải xây dựng mối quan hệ tích cực nữa. Đây, chúng ta chơi với những người khác thì chúng ta đem họ đến cái chỗ tích cực, chứ đừng có đi theo cái sự tiêu cực của họ. Chúng ta nên chơi với những người tích cực, còn những người tiêu cực thì chúng ta cố để mà chúng ta sẽ ảnh hưởng họ để họ tích cực lên. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của họ được. Và chúng ta nên nhớ là một cuộc sống mà đầy đủ thì là cuộc sống trở nên giàu có, sung mãn, có một cái quan hệ, những quan hệ tốt đẹp. Và cái quan trọng mà chúng ta biết rằng là đó là khỏe mạnh luôn luôn, sự khỏe, sức khỏe. Nếu không có sức khỏe thì tất cả mọi cái đều là zero hết, đều là số không hết. Sức khỏe là quan trọng, cho nên chúng ta nên nhớ là chúng ta cũng sinh hoạt điều độ. Chúng ta làm việc không có cố gắng quá làm việc, nhưng mà làm xuất sắc, nhưng không có nghĩa là chúng ta nỗ lực làm quá nhiều việc đến nỗi mà chúng ta kiệt sức, không phải vậy. Xuất sắc ở đây là chúng ta dựa vào, chúng ta chủ động công việc, chúng ta sáng tạo để rồi công việc trở nên là coi như là nhẹ nhàng hơn cho chúng ta mà vẫn xuất sắc như thường đó. Chứ không phải là chúng ta lao đi, chúng ta làm việc một cách vô độ để rồi chúng ta bị kiệt sức. Giống như là những mục sư ngày hôm nay thầy thấy đủ thứ bệnh. Bệnh đủ thứ hết. Gia đình thì bỏ bê, lao đi hầu vì Chúa, đi đây đi đó, đi tất cả các nơi, không giờ không giấc, không nghỉ ngơi, giảng hết người này tới người khác. Rốt cuộc đổ xuống bệnh, bây giờ là coi như là bệnh nhiều, nhiều người bệnh. Tại vì từ khi thầy làm trong cái ngành chăm sóc sức khỏe này thấy nhiều lắm. Hết người này bệnh tới người kia bệnh, nhiều cái giới mục sư bị bệnh, nhiều cái thứ bệnh nền. Nhiều khi đi ăn uống cũng lộn xộn lắm, không có ăn uống điều độ, cho nên rồi làm việc thì quá sức. Cũng không ít người chết vì ung thư và tim mạch đâu, không ít người đâu. Rồi xem thường, nhiều khi xem thường, cứ nghĩ là mình làm như vậy là Chúa ban phước, mình sẽ khỏe. Không có. Chúa cho mình sự khôn ngoan để mình biết chăm sóc cá nhân cuộc đời của mình. Rồi chúng ta cũng nên tập thể dục. Chúng ta nên tập thể dục để chúng ta rèn luyện ý chí của chúng ta. Thể dục là một trong những cái phương cách để chúng ta rèn luyện ý chí chúng ta. Khi chúng ta tập thể dục, ví dụ như chúng ta tập chạy, chúng ta đạt 1 cây số, 2 cây số, 3 cây số, nghĩa là chúng ta đã rèn luyện cái ý chí chúng ta để đạt được những mức độ của sự thành công. Và khi chúng ta làm điều này thường xuyên, chúng ta đạt nên những cái ngưỡng, vượt những cái ngưỡng để đạt những thiền xong, thì những điều đó nó ghi vào tiềm thức của chúng ta là chúng ta là những con người chinh phục, giống như dân Israel chinh phục xứ hứa vậy. Trong tiềm thức của chúng ta thì nó nói chúng ta là con người thích chinh phục những cái bậc tầm cao hơn, chứ không phải là một cái con người cứ để cho trôi dạt theo dòng đời. Thể dục nó cũng là một cái phương cách để rèn luyện ý chí của chúng ta. Cho nên là trong năm mới thì chúng ta nên có tư duy mới và chúng ta hành động mới với sự vui giúp Thánh Linh và ân điển của Đức Chúa Trời. Đấy. Để thứ ba nữa là chúng ta, khi chúng ta thực hiện như vậy thì chúng ta sẽ có những kết quả mới. Đó là chúng ta cai trị trong cuộc sống này, chứ không phải chúng ta trôi dạt trong cuộc sống này, hay là vật lộn với cuộc sống này. Chúng ta cai trị trong cuộc sống đấy. Rồi chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều người khác. Chúng ta có làm sáng danh Chúa, làm sáng danh Chúa. Một con người mà đầy ân huệ, một con người mà coi như trở nên xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào, một con người giàu có, một con người đầy dẫy tình yêu thương, có những mối quan hệ tốt đẹp, có một sức khỏe tráng kiện, người ta nhìn vào người ta nói con cái Chúa là như vậy, con cái Chúa thật là đáng ngợi, khen Chúa đã tạo nên những con người như vậy, đã cho họ những điều như vậy. Chúng ta là trở thành chứng nhân xứng đáng cho sự vinh quang và ân điển dư dật của Chúa trên cuộc đời của mình. Đấy. Chứng nhân xứng đáng cho sự vinh quang và ân điển dư dật của Chúa trên cuộc đời của mình. Bởi vì khi chúng ta đi ra, chúng ta bước ra, chúng ta làm theo lẽ thật, chúng ta tin lẽ thật nhưng không nhận được, chúng ta làm theo lẽ thật, chúng ta dám bước đi trong chương trình được Chúa Trời dành cho chúng ta để đạt những cái điều lớn lao vĩ đại, thì trên cái hành trình đó chúng ta trải nghiệm được sự vinh quang của Chúa, quyền năng của Chúa, sức lực của Chúa và ân điển của Chúa vùi giúp chúng ta. Và khi chúng ta đạt đến mốc rồi, chúng ta đạt đến điểm mà mục đích của chúng ta đề ra rồi, thì chúng ta sẽ vui mừng vì chúng ta thấy rằng là hành trình của chúng ta là một hành trình sống động, một hành trình tuyệt vời, bởi vì có Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta. Và nếu chúng ta không dám làm gì hết thì chúng ta không kinh nghiệm những cái điều này. Không kinh nghiệm những điều này đâu quý vị. Chúng ta ôm lại một chút xíu. Chúa sẽ thành tín khi chúng ta dám chấp nhận
để tạo dựng cái cuộc sống mới của chúng ta. Theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta trở nên sung mãn, dư dật, giàu có, thịnh vượng và là nguồn phước cho nhiều người. Và Chúa sẽ thành tín để làm việc đó trên cuộc đời của chúng ta. Chúa không muốn chúng ta y như cũ, mà Chúa chúng ta muốn chúng ta càng ngày càng phát triển hơn, càng lớn lao hơn, tấn tới trong ân điển, tấn tới trong sự nhận biết Chúa. Chúng ta nên chọn lựa sống một đời sống vĩ đại, không nên chọn lựa sống đời sống tầm thường. Bởi vì chúng ta sinh ra đã là một thiên tài, bởi vì chúng ta giống như hình ảnh Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Thứ hai nữa là chúng ta cũng là một lãnh đạo, bởi vì Chúa dựng nên chúng ta để quản trị muôn loài. Cái khả năng lãnh đạo nó tiềm tàng trong đời sống chúng ta, mà chúng ta sống giống như một người tôi tớ vậy, chứ không phải là một lãnh đạo. Đừng để cái cuộc sống chúng ta nó cứ tiếp tục như cũ, mà nó bị các dòng đời nó xô đẩy chúng ta. Chưa kể là chúng ta còn thất bại những cái điều rất là nhỏ mà chúng ta cũng thất bại. Những cái chuyện nhỏ nhặt chúng ta cũng phải đầu hàng với nó luôn. Trong khi chúng ta là một người vĩ đại và Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta như vậy. Hãy chọn một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và thỏa nguyện trong năm mới. Khi sử dụng trọn vẹn những tài năng của mình, có nghĩa là những cái gì mà Chúa đặt trong chúng ta, hãy khai thác nó hết đi. Đấy. Không giống như những người mà coi như họ mua cái điện thoại di động mấy chục triệu về, chỉ biết nghe gọi thôi, còn nhiều cái hay ho của nó không biết khai thác. Mà những cái hay ho nó có thể kiếm ra tiền được đó. Cái hay ho nó có thể kiếm ra tiền được, mà trong khi đó là chỉ biết nghe gọi thôi. Chúng ta là còn hơn thế nữa. Chúng ta vĩ đại vô cùng. Cho nên chúng ta hãy sử dụng trọn vẹn những tài năng của mình, tận dụng hết những gì mình có. Mình có Đức Chúa Trời, mình có Thánh Linh vừa giúp, mình có phước lành trên đầu của mình, phước lành của Đức Chúa Trời trên đầu của người công bình. Để rồi chúng ta có thể khai thác cái tiềm năng của chúng ta hết mức, hầu cho chúng ta có thể làm nên điều kỳ diệu trong cuộc đời này. Muốn có điều đó thì chúng ta phải nhận thức mới. Chúng ta là tân tạo vật, không phải bị rủa xả nữa. Làm bất kỳ điều gì đều là phước lành hết, không còn phải sự rủa xả nữa. Chúng ta là nguồn phước, chúng ta lại còn được chân dắt bởi Chúa, cho nên chúng ta hãy ước mơ lớn và không chấp nhận sự tầm thường nữa. Năm nay phải mới, năm nay phải khác, năm nay phải thực nghiệm, chứng nghiệm được những điều Chúa dành cho chúng ta bằng cách là chúng ta bước ra đi trong lẽ thật, hành động theo lẽ thật, giống như dân Israel chiếm lấy xứ hứa vậy đó. Họ không phải đến đây để giành giật cái xứ đó đối với dân đó, mà họ đến để họ đuổi cái dân đó đi, chứ không phải là giành giật, bởi vì xứ đó đã được ban cho họ rồi. Nhưng mà Chúa muốn họ làm để họ được dự phần trong vinh quang, trong quyền năng, trong sức lực mà Chúa dành cho họ. Chúng ta cũng vậy. Cho nên hành động mới của chúng ta là chúng ta nên, bất kỳ ai ở trong ngành nào, nghề nghiệp nào không cần biết, chúng ta vẫn có thể chủ động, sáng tạo và trở nên xuất sắc ở trong lĩnh vực đó. Hãy nhớ là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Lý do mà chúng ta trở nên xuất sắc là bởi vì chúng ta có một cái tài năng lớn, chúng ta là một thiên tài. Và khi chúng ta trở nên bất kỳ xuất sắc trong lĩnh vực nào, chúng ta cũng có thể thành công. Người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Chỉ cần một cái nghề mà nó tinh xảo, nó tinh thông, thì chúng ta cũng có thể thân vinh, có nghĩa là thân thể chúng ta hay là cuộc đời chúng ta nó đến vinh quang rồi. Dân gian người ta lại có cái câu như vậy. Huống chi chúng ta là một người của Đức Chúa Trời, chúng ta có cả tiềm năng sáng tạo trong chúng ta. Cho nên cái chuyện mà chúng ta trở nên xuất sắc trong mọi lĩnh vực là chắc chắn. Là chắc chắn. Miễn chúng ta dám suy nghĩ, dám đạo. Chúng ta cần phải có ước mơ. Phải có ước mơ. Bởi vì chính cái ước mơ đó là thì Chúa sẽ cho chúng ta bước ra, dám làm những việc để đạt ước mơ đó. Chúa cũng có thể thay đổi công việc của chúng ta để cho chúng ta có thể đạt được ước mơ đó với công việc này. Chứ còn công việc hiện tại có thể chúng ta không đạt được, thì Chúa sẽ thay đổi. Nhưng mà chúng ta có sợ hãi hay không? Dám bước ra hay không? Để làm những điều kỳ diệu, để khai thác cái tiềm năng trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta nhớ là cuộc sống chúng ta là mối quan hệ là quan trọng. Mối quan hệ trong gia đình, trong hội thánh và cả đồng nghiệp vô cùng quan trọng. Mà ưu tiên nhất là gia đình chúng ta. Chính những mối quan hệ đó nó giúp đỡ cho chúng ta có thể thành công trong mục tiêu của chúng ta, ước mơ của chúng ta. Và cũng chính mối quan hệ đó đem lại cho chúng ta một cuộc sống viên mãn, đầy đủ, hạnh phúc, tinh thần, ổn định. Rồi chúng ta nhớ là giữ gìn sức khỏe của chúng ta nữa. Thì chúng ta sẽ cai trị trong cuộc sống, trở thành nguồn phước cho nhiều người, sáng danh Chúa, là chứng nhân cho sự vinh quang và ân điển dư dật của Chúa trên cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa. Trong năm mới chúng ta suy gẫm
chúng ta nhìn nhận lại, chúng ta hãy làm rõ cái ước mơ của mình. Bởi vì Chúa định mình trở thành những con người thành công, những con người vĩ đại, chứ Chúa không định chúng ta trở thành những con người tầm thường đâu quý vị. Đó là lý do tại sao Chúa ban cho chúng ta mọi sự ân điển, phước lành và cả Đức Thánh Linh. Cả Đức Thánh Linh quan trọng. Rồi, xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa. Năm nay chúng ta hãy suy gẫm cầu nguyện để rồi chúng ta lập mục tiêu trước mặt Đức Chúa Trời, ước mơ lớn để đạt những điều mà Đức Chúa Trời hứa cho cuộc đời của chúng ta. Chúa ban phước cho hội thánh Chúa.